Hôm nay chỉ còn đúng một tuần nữa là đến hạn định của Thủ tướng. Nếu các cửa hàng xăng dầu không triển khai xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán thì phải đóng cửa. Do đó, để duy trì hoạt động, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng để đáp ứng yêu cầu này. Tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại và dịch vụ Minh Tuấn ở huyện Xuyên Mộc, tất cả các trụ bơm đều được đầu tư hệ thống tự động giúp truyền nhận dữ liệu khởi tạo hóa đơn theo từng lần bán, kết hợp với việc đọc dữ liệu lên trụ bơm. Thiết bị phần cứng thông minh tự động ghi nhận và trích xuất dữ liệu trên trụ bơm xăng. Mỗi lần nhân viên ngắt vòi bơm là máy tự động xuất hóa đơn cho khách hàng. Nếu khách hàng không lấy hóa đơn thì dữ liệu hóa đơn vẫn được lưu trong máy. Đầu tư để hoàn thiện một cái thiết bị với đường truyền với hóa đơn điện tử thì một trụ bơm thì đầu tư cơ khoảng là 25 triệu đồng một trụ. Nói chung thì bây giờ cái xuất hóa đơn bán lẻ cho mỗi lần bơm thì nó dễ quản lý hơn, nó tiện lợi hơn. Trước đây thì phải thủ công là cuối ngày thì các cửa hàng trưởng báo số liệu về rồi công ty tiến hành xuất hóa đơn. Tại cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Lê Thị Nga ở xã Phước Hưng, huyện Long Điền, đa số khách hàng khi đổ xăng dầu đều không lấy hóa đơn, nhưng cửa hàng vẫn căn cứ theo số lít mỗi lần bơm để phát hành hóa đơn gửi trực tiếp lên cơ quan thuế. Tôi đã gắn phần mềm xuất hóa đơn từng lần, mỗi lần vậy là bán ở đây báo về số liệu về là xuất ra hóa đơn từng lần cho từng khách hàng mua lẻ. Bây giờ làm sao mà nhà nước đồng bộ là mua nhập về thiết bị để mình gắn về số liệu cho ra hóa đơn liền tại nơi. Nhiều khi tài chính của doanh nghiệp không đủ thôi. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có 288 cửa hàng xăng dầu. Thực hiện quy định xuất hóa đơn theo từng lần bán xăng dầu, hiện có khoảng 96% các cửa hàng đã áp dụng xuất hóa đơn điện tử cho từng lần bán. Tuy nhiên, do chi phí đầu tư lớn nên nhiều cửa hàng vẫn sử dụng xuất hóa đơn điện tử theo kiểu thủ công. Ngành thuế tỉnh đã tổ chức kiểm tra nhắc nhở, hướng dẫn các cửa hàng doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện xuất hóa đơn đúng quy định, qua đó chấp hành nghiêm quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, Bộ Công Thương. Cục thuế cũng đã triển khai đợt đầu và đi kiểm tra ở tại là 38 cơ sở xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra đã phát hiện một số còn là sót lại là chưa có thực hiện nghiêm túc, tức là chưa có thực hiện phát hành hóa đơn theo từng lần phát sinh. Nhưng những cơ sở này thì đều là có thực hiện ký kết hợp đồng với các nhà giải pháp, với các đơn vị cung cấp trụ xăng để mà thực hiện lắp đặt và xử lý hóa đơn phát sinh theo từng lần phát sinh. Các doanh nghiệp này cũng đã cam kết là sẽ thực hiện hoàn chỉnh, hoàn tất vào cuối tháng 3 này. Việc xuất hóa đơn bán lẻ sau mỗi lần đổ xăng là biện pháp chống gian lận trong hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, góp phần tạo môi trường kinh doanh xăng dầu minh bạch, bình đẳng, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, chống thất thu thuế. Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, thì người tiêu dùng cần có ý thức lấy hóa đơn khi mua xăng dầu để bảo vệ quyền lợi của bản thân và góp phần cùng nhà nước hạn chế gian lận cũng như thất thu thuế.